Xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị là quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Một ngày mới học sinh kính chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Học lại mang đến cho anh chị những mẫu xe đã qua sử dụng, chất lượng cao, về năm sản xuất nè, km, 7 chỗ hay 4 chỗ. Và Học cũng kính chúc cho anh chị sẽ có những phút giây xem clip thật là thoải mái và sẽ nhanh lựa cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất nha anh chị. Tất cả xe bên Học bán ra đều cam kết cho cô chú anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước nè. Động cơ hộp số còn nguyên bản. Ngoài cái việc mà bên Học cam kết bằng văn bản ra, cô chú anh chị cũng có thể là nhờ anh em thầy thợ làm nghề bên thứ ba, bên lĩnh vực mua bán xe lâu năm đến kiểm tra xe nè, hoặc là anh chị cũng có thể là mang chiếc xe đến đại lý chính hãng để kiểm tra qua chất lượng những cái mà bên Học cam kết bằng văn bản. Tất cả xe bên Học ở trong showroom đều là những chiếc xe đẹp không lỗi và những chiếc xe hầu như là đi lướt thôi cô chú anh chị. Và bên Học đồng thời cũng đang có nhu cầu thu mua xe đã qua sử dụng toàn quốc nè. Đặc biệt là anh chị nào mà đang bị vướng ngân hàng chưa có cái chi phí để nhận cái cặt vẹt ra trước thì bên Học cũng hỗ trợ anh chị nè, đến ngân hàng thanh toán cái chi phí của anh chị đang còn vướng, rồi chúng ta sẽ lấy cặt vẹt ra, rồi chúng ta sẽ đi đến phòng công chứng làm thủ tục sau. Bên Học cũng có định giá xe miễn phí khi mà anh chị mua bán xe, ví dụ như mình mua hoặc bán xe trong người thân trong gia đình mà không có biết giá, anh chị cứ vui lòng kết bạn Zalo với Học với số điện thoại phía bên trên màn hình nè, gửi cho Học hình đầu xe xéo xéo như vậy nè. Km, vài tấm ảnh nội thất, nói chung là chụp càng nhiều càng tốt anh chị. Học sẽ tư vấn cho anh chị cái giá mua vào và bán ra để cho cô chú anh chị dễ lựa chọn và cân nhắc. Học cũng xin nhắc lại, bên Học bán xe ra anh chị đều là cấp giấy chứng nhận chất lượng, như là không phạt nguội rồi không tranh chấp đâu này nọ hết, sang tên toàn quốc cho anh chị ha. Và xe thì cũng đã được xì ba làm đẹp bằng gói công nghệ 3M, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, nên là anh chị khi mà mua xe bên Học thì rất là an tâm . Và sau đây không mất nhiều thời gian của anh chị nữa, Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết sơ bộ những chiếc xe mà Học đang chào bán. Đầu tiên là mẫu xe Toyota Fortuner Legender 2022. Chiếc xe này lăn bánh được 24.000 km, đăng ký vào tháng 3 2023. Xe này còn được bảo hành 5 năm và 150.000 km nha anh chị. Mẫu mới cuối 2022 thì nó sẽ có cấp điện nè, lo JBL nè, và chế độ bảo hành nó sẽ cao hơn những cái mẫu cũ. Mẫu cũ nó chỉ bảo hành 3 năm thôi, còn cái mẫu mới này là bảo hành 5 năm. Và km á, đối với mẫu mới này sẽ bảo hành là 150.000 km, còn mẫu cũ là chỉ có 100.000 thôi. Đây là mẫu xe Toyota Legender sản xuất 2022 nhưng mà đăng ký là 2023, mang biển kiểm soát là 72A67367 đó. Con xe này mà một cầu nha anh chị, Legender một cầu, nội thất là đỏ nâu rất là đẹp. Xe này Học đang mà chào bán là 1 tỷ 120 triệu, anh chị sở hữu được Toyota Legender rồi đó, rất là đẹp nha anh chị. Nói chung là xe này không khác gì xe mới hết á. Có lại chuyển số rồi ga tự động rồi hai vùng lạnh, hai dàn lạnh, một vùng hai chế độ lái. Nói chung là xe này xe mới anh chị ơi. Học sẽ đi lướt nha. Fortuner thì rất là quen thuộc rồi. Mẫu Legend là mẫu thể thao của dòng Toyota nè. Đây là máy dầu 2.4. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Toyota Legender. Xe này là về trong chiều nay luôn, Học quay Học gửi đến cho anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu của cái động cơ 2.4 này nó lần lượt nó sẽ là 6.8 nè, 7.4 và 8.3. Đó, một con xe SUV 7 chỗ đó, gầm cao to rộng như thế này mà mức tiêu hao nhiên liệu của dầu thì rất là ít đúng không anh chị, rất là tuyệt vời. Dạ rồi, kế tiếp là mẫu xe MUX Isuzu MUX. Xe này đăng ký là tháng 5 2021, một chủ mua mới nha anh chị, sản xuất là 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và chiếc xe này Học bán rất là hợp lý anh chị, và cũng đã may mắn được khách hàng của Học nhận cọc rồi. Ngày mai thì Học sẽ tiến hành bàn giao chiếc xe này đó, Mitsubishi MUX 2019 đó, đăng ký 2021. Xin chân thành cảm ơn anh Hưng, đã cũng là hàng xóm luôn anh chị, xe này cũng gần ở công ty Học, anh đến ủng hộ xe nè, xe này anh cọc rồi sáng mai anh qua anh nhận xe luôn. Còn ở đây là Ford EcoBoost 2019 1.5 AT, xe còn rất đẹp anh chị, xe đi mới có 49.000 cây thôi. Xe này Học đang chào bán là 375 triệu, sản xuất 2018, số tự động nha anh chị, còn rất là mới, đèn pha mặt ca lăng đều là zin hết. Xe bên Học là xe không lỗi, xe đẹp thôi, mang biển kiểm soát là 60LD02675 đó. Nội thất da nha anh chị, nội thất ghế da đây anh chị nhìn nè, mới tinh, cần số vô lăng là còn nguyên bản, theo xe gì cui hết anh chị, mới tinh. Ford EcoBoost 1.5 nha anh chị. Đó, 1.5 số tự động AT, 5 chỗ gầm cao, xe này đi lanh quanh trong phố hay lắm. Nó vừa an toàn mà nó vừa đẹp đó anh chị, nhìn nó thể thao lắm. Nó có cái cổng ở sau, phía sau là cái bánh xe cua nè. Đó, con xe này có mức tiêu hao nhiên liệu là 5.2 lít xăng. Khi mà anh chị đi đường tổng hợp là 6.7 lít xăng.
Còn mà anh chị đi đường trong phố không, đó là 9,2 lít xăng. Cái xác nó nặng đúng không anh chị? Xác nó nặng. Rồi, ở đây là Hyundai Santa Fe. Đó, Hyundai Santa Fe, xe này 2016 này, đi được 68.000 cây rồi. Máy xăng bản full 2 cầu. Đó, xe rất là đẹp luôn. Xe này bên Học đang chào bán có 605 triệu à. 2 cầu, xe này hồi lúc trước mua lăn bánh tại thành phố anh chị là 1 tỷ tư 30. Còn bây giờ xe đã qua sử dụng rồi, sau 8 năm rồi thì nó chỉ còn chưa tới nửa giá nữa, nó chỉ còn có 600 triệu thôi. Nhưng mà chiếc xe này về chất lượng nó còn rất là ok nha anh chị. Anh chị nhìn thấy cái bộ ghế da này mà nó còn nguyên zin theo xe nè. Nó chưa có thay thế miếng da nào, cũng như là chưa có sơn phết gì là anh chị biết rồi. Cần số nè. Cần số nè, vô lăng xe xe này là hầu như là Học cũng có đánh giá chi tiết rồi. Ngày mai Học sẽ quay lại nha anh chị. Hôm bữa mới về là Học có quay. Có cửa sổ trời toàn cảnh đó nè. Đó. Rất là đẹp luôn anh chị. Hyundai Santa Fe. Máy xăng bản full. Đó. Có 605 triệu à. Và còn đây là Innova G 2019. Xe này chạy cũng rất là ít anh chị, chạy có 48.000 cây thôi, xe màu đồng ánh kim. Chiếc xe này Học đang chào bán là 605 640 triệu chứ. 640 triệu, vỏ zin theo xe còn nha cô chú anh chị, còn gì cui luôn. Đó, vỏ zin theo xe. Con xe này 8 chỗ rộng rãi, số tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu lần lượt nó sẽ là 7 lít 8 nè. Đi tổng hợp nó là 9 lít 1, đi thành phố nó có 11 lít à. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe mà khi mà nói đến Innova là ít nhất anh chị là cũng đã biết rồi, về độ bền, về độ lành tính, về chi phí bảo dưỡng thấp. Đó. Không có bị hư lặt vặt anh chị, mà form dáng của Toyota Innova thì rất là dễ sử dụng. Tới thời điểm hiện nay Học thấy chiếc xe này là cái form này nó vẫn còn rất là đẹp đó anh chị. Anh chị. Màu màu đồng ánh kim. Rất đẹp luôn. Có đèn bi đầu Android hết rồi. Dạ còn đây là Mazda CX-8 bản Bre, máy xăng một cầu. Xe này được sản xuất 2022 anh chị. Anh chị sẽ còn được bảo hành 100.000 cây nè và 3 năm. Tức là tới 2025. Xe này thì đi chỉ mới có 24.000 cây thôi. Bản Bre bản cao cấp, trang bị động cơ 2.5 khai Actis. Đó, rất là mới luôn. Ghế già nắp 3, camera 360 độ, có gói iSensing, phanh tay điện tử Auto Hold. Mới tin là anh chị, mới nguyên à. Xe này Học đang bán là 905 triệu. Để Học đọc cái biển số Innova G hồi nãy Học quên. 51G9094060 nha anh chị. 94006 nha. Xe này có HUD luôn. Đó, xe này là mẫu xe 7 chỗ đến từ Nhật, bền bỉ, tiết kiệm đó. Mà form dáng thì cực kỳ hiện đại luôn. Cái ghế da nắp 3 là anh chị biết chịu chơi rồi đó. Rồi, mang biển kiểm soát là 51K17886. Xe rất đẹp anh chị, ba vùng lạnh độc lập, 7 cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hàng ghế thứ ba của cái C8 này nó rất hợp lý anh chị, nó rộng hơn Fortuner nha. Nó chỉ thua Innova thôi. Rộng hơn Fortuner, rộng hơn Santa Fe. Thoải mái lắm anh chị. Hôm nay chỉ còn có 905 thôi, bản Bre. Form dáng anh chị nhìn thấy không? Đẹp không? Đẹp. Form dáng thiết kế rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Rồi, ở đây thì Học đang còn ba con Sentona nè, xe này 2016, máy xăng bản full. Chạy được 79.000 cây, máy xăng 3.3 nha anh chị. Đó, xe này Học đang bán là 600 triệu. Xe anh chị nhìn nè. Đẹp không anh chị? Mới ken luôn á. Mới tinh. Xe này mua mới là 1 tỷ 6 nè, máy xăng là mua mới mắc lắm. Mới ken. Nội thất là mới tinh luôn anh chị. 2016 nha, Học bán có 600 triệu à. Anh chị về ra tên nó tầm khoảng 12 13 triệu nó ra tên rồi. Hai ghế thương gia, hai cửa sổ trời, hai cửa lùa điện, cốp điện. Mức tiêu hao nhiên liệu của nhà máy công bố xe này nó đi đi đường trường nó sẽ là 10 lít 9 nha anh chị, còn đi trong phố nó là 10 14,5 lít. 14,5 lít. Đó. Sedona 2016. Xe rất đẹp nha anh chị, màu vàng cát này Học thấy nó cũng hợp lý, nó cũng đẹp á, nó đâu có thua, vì nó đâu có thua màu trắng đâu anh chị. Hôm rày có nhiều anh chị gọi liên hệ Học hỏi con màu trắng trước con này nè. Học thấy cái form này rất là hài hòa, nhìn nó đẹp xe. Xưa mua 1 tỷ 6 giờ mình mua còn có 600 triệu à, nhưng mà có xe nó còn đẹp. Đèn zin mà ca lăng zin đồ còn đồ zin hết anh chị. Đẹp lắm. 600 triệu nha cô chú anh chị. Xe này có biển kiểm soát là
51G295 29521. Rồi ở đây thì cao cấp hơn xíu, Sedona máy xăng bản full, xe màu bạc, học thấy cũng vẫn rất là đẹp. Máy xăng bản full, xe này học đang chào bán là 825 triệu. Chiếc xe này đi được 38.000 cây rồi, 38.000 cây, xe màu bạc. Thì vừa giữa 2016 với lại đời đời sau nè, anh chị thấy không, nó sẽ khác đèn nè, đèn hai bi nè, đèn cản nè. Ở trong thì nó sẽ có hai ghế điện, còn con này thì nó chỉ có một ghế điện bên tài thôi. Nó sẽ option, nó sẽ tăng thêm nhiều thôi anh chị. Nhưng mà nói gì thì nói thì xe 2020 nó đắt tiền hơn là chắc chắn, nó sẽ im hơn, nó đẹp hơn, đúng không anh chị? Đó, xe này học bán là 825 triệu. Nội thất là mới tinh, ghế da zin, vô lăng zin, càng số zin, rất là đẹp, rất là mới luôn. 38.170 km, hai vị trí nhớ ghế nè, hàng ghế thương gia, hàng ghế thứ hai, hai cửa lùa điện. Mấy cái này là anh chị rất là rành rồi. Anh chị nào theo dõi kênh của Học là rất là rành về tính năng cũng như là những cái ưu và nhược điểm của xe này rồi. 51H28516 nha anh chị, 51H28516 Sedona 2020, rất là lành tính, rất là bền. Máy xăng thì đi im. Mua xe cũ này máy xăng rẻ hơn xe mới 100 triệu. Xe mới thì xe xăng thì lại mắc hơn xe máy dầu, nhưng mà cũ thì bà con mình chuộng máy dầu hơn. Ở Việt Nam mình anh chị cô chú thích máy dầu hơn vì nó tiết kiệm. Nhưng mà còn đi thì máy xăng thì nó đi im hơn nha anh chị. Máy xăng xe gia đình mới là vô địch. Rồi, tiếp tục là Santa Fe 2023. Xe này mua vào tháng 12 2023, tức nghĩa là mua cách đây 8 tháng, đang bánh được 11.000 cây. Bản Bre 2 cầu, bên Học đang chào bán là 1 tỷ 130 triệu. Đó, xe này thì anh chị tiết kiệm xe mới là 200 triệu nè. Đó, rất là đẹp nha anh chị. 2023 mà máy xăng Bre nó chạy mới 11.000 cây à, một chủ mua mới à. Mới mua có mấy tháng à. Tem mạc ni lông còn y nguyên à. Anh chị thay vì anh chị mua xe mới, anh chị qua Học mua xe lướt đây nè. Đó, tiết kiệm được 200 mấy rồi về mua thêm con SH mấy cái điện thoại luôn. Đó. Mua được con xe máy nữa, đậu hai con xe máy luôn anh chị. Nói vậy thôi chứ anh chị nào mà cảm thấy xe này nó hợp lý, nó vừa túi tiền của mình nè, thay vì anh chị mua túc xanh hay là sport tiệt đâu nè, thì xe này thì nó bằng mấy con xe mới 100% túc xanh, nhưng mà đi con Santa Fe thì nó đẳng cấp hơn, đúng không anh chị, nó đẹp hơn. Với lại con này nó còn mới tinh, còn bảo hành chính hãng cho anh chị mà, đâu lo gì đâu. Xe mà còn bảo hành chính hãng ở bên Học là rất là dễ. Thí dụ như cái đèn này nó có bị bể, anh chị vô hãng mua đèn mới luôn thì họ sẽ bảo hành cho anh chị có 1 năm thôi và 5.000 cây thôi. Còn mà đèn mà zin theo xe, người ta bảo hành cho anh chị tới 100.000 cây lận, tới 3 năm lận. Nên là anh chị rất là dễ chép tét. Đó, chép thoải mái luôn nha anh chị. Phanh tay điện tử, rồi cảnh báo lệch làng, cảnh báo tiền qua chạm, mà điều khiển bằng nút bấm đồ, sầm. Nói chung là đầy đủ luôn. Camera 360 độ, xe này thì không thiếu gì hết anh chị ơi. Rất là mới. Còn đây là Sedona 2018 máy xăng bản full, Học đang chào bán là 715 triệu. Đó, km nó là 68.000 cây, 51K64556. Đó, xe màu trắng rất là đẹp nè. Đó, con này là cũng là một mẫu xe quốc dân rồi, ở thị trường Việt Nam mình rất là nhiều anh chị yêu chuộng, rất là nhiều anh chị yêu thích. Đó, anh chị giờ này cũng đã 7 giờ mấy rồi anh chị. Đó, 7 giờ mấy rồi, cũng còn khách hàng đến xem xe nè. Đó, Sedona nha anh chị. Học còn một con 7 chỗ dạng thương gia, Luxard LM350 phiên bản 7 ghế, đăng ký vào tháng 12 2023, thì anh chị sẽ còn được bảo hành tới tháng 12 2028, và còn được bảo dưỡng miễn phí đến tháng 12 2026. Chiếc xe đó Học đang chào bán là 6 tỷ 800 triệu, 6 tỷ 890 triệu. Và anh em nào mà có nhu cầu, cô chú anh chị nào có nhu cầu, hãy liên hệ trực tiếp với Học, Học sẽ có cái giá thật là tốt cho anh chị. Hồi nãy đầu clip Học nói là có những xe tiết kiệm hơn xe mới là 1 tỷ là con xe đó đó anh chị. Hiện tại nha, cô chú anh chị mua con xe đó của Học, thứ nhất là nước sơn zin 100% rồi, và chiếc xe nó mới lăn bánh cách đây mấy tháng à. Mà anh chị thay vì mua xe mới, anh chị mua con xe đó của Học thì anh chị tiết kiệm được khoảng 1 tỷ 3. Tuy nhiên những cái dòng xe mà ML đó, anh chị đến hãng thì không bao giờ có xe giao ngay cho anh chị. Đặt hàng từ ít nhất là sẽ là 6 tháng nha anh chị. Đó, còn Học thì sẽ có xe giao ngay mà anh chị tiết kiệm được khoảng 1 tỷ 2 rồi. Đó. Cho tiếp tục là Kia Carnival
2023, máy dầu 2.2 bản Premium, xe màu đen, lăn bánh được 24.000 km, xe còn cực kỳ đẹp, cũng còn chính sách bảo hành đến năm 2026 nha anh chị. Và 100.000 km, phiên bản 8 ghế, bản Premium, bản cao cấp đó, một con xe đến từ Hàn Quốc được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích về độ rộng rãi, độ lành tính và chi phí bảo dưỡng cũng khá thấp. Form dáng thì cực kỳ hiện đại, hầm hố và đẳng cấp. Xe này thì sẽ có ngoại thất màu đen nha anh chị, một chủ mua mới từ đầu đó. Ở trong đây anh chị sẽ có ghế da đục lỗ nè, làm mát ghế, sấy ghế, sửa ghế, phanh tay điện tử auto hold đó, màn hình đồ này nọ đầy đủ hết anh chị đó, rất là đẹp. Xe này thì không khác gì xe mới hết anh chị ạ, mọi chi tiết nó rất là đẹp đó. Ghế da đục lỗ đó, ghế bên phụ này cũng có điều chỉnh điện 8 hướng, rất là mới luôn anh chị. Kia Carnival, một mẫu xe rất là được cô chú anh chị yêu thích ở thời gian hiện tại. Form dáng thì nhìn nó đã, nó đẹp anh chị, nó sang trọng, nhìn nó hiện đại lắm. Xe có camera 360 cho anh chị luôn. Đây là mẫu xe 8 ghế anh chị, nó có thêm một cái ghế súp ở giữa nè. Tem mạc thì vẫn còn y nguyên à, anh chị có cơ hội bóc tem luôn. Xe này thì không khác gì xe mới luôn rồi. Anh chị nào thích cái dòng xe Carnival máy dầu chạy tiết kiệm thì hãy liên hệ với Học. Kia Carnival bản Premium, máy dầu 2.2, xe cực kỳ mới luôn anh chị, 2023. Ở bên Học đang chào bán là 1 tỷ 235 triệu, rất đẹp anh chị, cốp điện đồ đầy đủ hết, rất là mới. Còn đây là Fortuner máy xăng số tự động một cầu, sản xuất 2020. Chiếc xe này lăn bánh được 51.000 cây, xe có ngoại thất là màu bạc, trang bị động cơ 2.7 máy xăng. Xe này bên Học đang chào bán là 835 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha anh chị, rất là đẹp luôn. Toyota thì rất là bền kinh khủng. SUV 7 chỗ gầm cao, bền bỉ, chi phí bảo dưỡng cũng siêu thấp luôn. Vỏ zin theo xe, đèn pha zin theo xe, mọi chi tiết zin theo xe hết. Anh chị đến xem xe này là ưng liền, xe rất là đẹp luôn. Đó, bản B thì anh chị có on auto kính nè, xe này có được chủ trước lên cho mình phim cách nhiệt, quyền che mưa đồ này nọ hết. Xin lỗi anh chị, giờ này Học đã bị lóc cửa rồi. Xe này Học có đánh giá chi tiết trên YouTube, anh chị nào cần Học gửi cho full hình cũng như là gửi clip đánh giá chi tiết cho anh chị nha. 2020 máy xăng, máy xăng số tự động. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này lần lượt 9.1 nè, 10 lít và 13 lít. Rất là ổn áp. Xe một cầu nha anh chị. Máy xăng một cầu 2.7. Đó, mới ken à, bốn cái vỏ còn dày cui luôn. Bốn cái vỏ còn rất là dày. Còn mới. Dày cui nha anh chị. Mâm cũng chưa sơn, chưa phay luôn. Mâm zin. Gầm máy bệ đồ xe này đẹp lắm. Dạ rồi, Học cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã cùng với Học đi kiểm tra sơ bộ những dòng xe mà Học đang chào bán. Nhớ là bên Học đang có nhu cầu thu mua xe toàn quốc nè, định giá xe miễn phí, xem xe tận nơi. Đặc biệt là có thu mua xe ở những cái tỉnh xa, đối với anh chị nào đang bị vướng ngân hàng, bên Học cũng có thể là nhận cặt vẹt ra trước cho anh chị, rồi chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Và nhiều hơn thế nữa là bên Học sau này sẽ là người đi thu đổi trả, giống như mấy xe này của khách Học nè. Học cũng đọc biển số nhưng mà để đỡ khách đỡ nhớ xe là Học làm bằng cách lấy cái bảng này Học che lại, chứ còn biển số này Học đọc thoải mái, công khai cho anh chị minh bạch hết nha. Biển số thì do nhiều khi khách hàng ta cũng không muốn người ta để cái biển số người ta, tại vì những cái clip này của Học lên rất là nhiều view đó. Mong là anh chị nào á mà đang có nhu cầu bán xe thì nhớ lấy Học để Học được tư vấn cho anh chị nè, Học được phục vụ cho anh chị, thông tin của anh chị sẽ được bảo mật hoàn toàn đó. Bên Học là cửa hàng mua bán trực tiếp với khách, nói chung là mua ngay khách hàng và bán trực tiếp cho khách hàng luôn, chứ không có giống như những anh em làm bên cò lái nha anh chị. Rồi, Học xin chân thành cảm ơn, chúc cho anh chị có một ngày mới thật nhiều điều tốt lành. Học xin chân thành cảm ơn và Học xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip gần và mới nhất.